Xưởng gỗ Đồng Kỵ Giá Rẻ xin kính chào quý khách. Và trong video clip ngày hôm nay thì em xin trân trọng được gửi tới cho mọi người một bộ sản phẩm, đó chính là mẫu Âu Hóa Hộp Trương Quấn Thư, và là hàng 100% là gỗ gõ đỏ từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài mọi người nhá. Thì bắt đầu tiến sâu vào cái bộ sản phẩm này thì hàng cực kỳ là đặc biệt, cực kỳ đẳng cấp luôn. Gỗ đã qua là tẩm sấy chất lượng và đã qua là 5 lượt nót và 1 lượt BUM chống xước. Và hiện tại thì trời cực kỳ là mưa to, nhưng mà không sao, cái hàng nhà em thì yên tâm tuyệt đối, cho mọi người không cần phải bàn cãi và suy nghĩ về đề gì nhá. Hiện tại thì em đang ở dưới trời mưa luôn. Đấy, mà mọi người hãy để ý xem này. Đấy. Và 100% là gỗ gõ đỏ. Và bên tay phải của em đây đó chính là chiếc đoạn. Đoạn nhà em làm kích thước của nó là dài là 24 và chiều rộng của nó thì là 63. Chiều cao của nó thì là 1m1 và nhà em đục là tứ quý tùng cúc trúc mai. Đấy, tứ quý tùng trúc tùng cúc trúc mai thể hiện cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Cực kỳ là đẹp luôn. Phía dưới nhà em làm mặt ván. Là mặt ván là liền nguyên một tấm. Đấy, mặt ván dày 1,5 phân. Khuôn tranh nhà em làm là khuôn tranh là dày là 2,8. Hiện tại thì nhà em làm là 8 chân trụ mọi người nhá. 8 chân trụ cực kỳ là chắc chắn luôn. Khi đến tại xưởng nhà em cho mọi người nhảy lên bao test thoải mái. Nhưng mà do phải lo và suy nghĩ về đây gì. Đấy. Và lý do vì sao mà em khuyên mọi người rằng là hãy full BUM chống xước. Mình hãy bỏ đi Vecly đi. Vì mình, em nói thật sự với mọi người luôn, dùng Vecly chỉ có tầm 2 đến 3 năm nữa thôi thì mọi người lại phải đánh lại, cực kỳ là mất công và khá là tốn kém. Thêm vào đó mình dùng những cái loại như là BUM chống xước như thế này này. Đấy, bảo hành cho mọi người, cam quyết cho mọi người luôn, dùng không bao giờ phải no và suy nghĩ về đề gì. Em sợ rằng là khi dùng BU này này 20-30 năm nữa thì mọi người mới phun lại. Đây. Mà BU thì cái ưu điểm của nó là rửa nước thoải mái. Rửa nước thoải mái mọi người nhá. Đấy. Không cần bao giờ phải suy nghĩ về đề gì, cứ xịt thẳng trực tiếp vào cho nó sạch sẽ mọi người ạ. Và cái bộ sản phẩm này thì chiếc bàn nhà em làm với kích thước của nó thì là rộng là 70 và dài là 1m4, có ngăn kéo hai bên kéo ra kéo vào đầy đủ. Đấy, hàng đã được nhà em hoàn thiện kỹ lưỡng, cực kỳ là chất lượng luôn, có thể để ra ngoài trời chống chịu tất cả mọi thứ luôn, không cần phải lo và suy nghĩ vấn đề gì mọi người ạ. Đấy. Và khi mua sản phẩm này nhà em sẽ được tặng kèm thêm là kính bàn và kính đôn. Kính bàn và kính đôn. Đôn kèm trước và đôn kèm sau. Và cái bên đó thì nhà hai chiếc ghế đơn. Ghế đơn này nhà em làm với kích thước của nó thì là dài là 1m1 và chiều rộng của nó thì là 63. Chiều cao của nó thì là làm với mặt đoạn luôn ạ. Và cái hàng này mọi người hãy để ý những cái dáng ghế nhà em dựng lên ấy, thì rất là trường ghế luôn. Làm sao mà để cho mọi người với cái kích thước của nó phù hợp nhất, ngồi thoải mái nhất, tiện lợi nhất, thì những cái mà bên xưởng nhà em luôn trang bị tới những cái bộ sản phẩm cho mọi người sử dụng. Đấy. Và nhà em làm đây là gỗ gõ đỏ 100%, không pha tạp với bất cứ chất liệu gỗ nào khác mọi người nhé. Vì nhiều quý khách hàng hỏi em rằng là sợ rửa nước thì sẽ bị ướt, nhưng mà em nói thật sự với mọi người luôn, khi gỗ đã qua tẩm sấy và đã qua là 5 lượt lót và 1 lượt BU rồi thì không bao giờ phải suy nghĩ về đề gì. Đấy. Đấy. Hàng tưới nước rửa nước thoải mái. Đấy. Hiện tại thì ngoài trời đang mưa phùn, đang chuyển bị mưa to rồi ạ, nhưng mà không bao giờ em sợ luôn ạ. Mưa to thoải mái nhiệt tình luôn, không bao giờ phải suy nghĩ về này gì. Đấy, cam kết cho mọi người khi sử dụng cái sản phẩm này nhà em sẽ được bảo hành là 35 mối một công vênh và giao hàng miễn phí 50 km trên toàn quốc, giao hàng kiểm tra hàng đúng chất lượng rồi mới phải thanh toán mọi người nhé. Và giá thì em xin để ở dưới video này. Quý khách hàng nào mà đang có nhu cầu thì cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0355990857 hoặc là số 0374460371. Và địa chỉ cơ sở 1 nhà em nằm ở Đại Vĩ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Cơ sở 2 nhà em nằm ở đối diện Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội mọi người nhé. Và ngay phía sau em đây đó chính là cái khu trưng bày của bên cơ sở nhà em. Rất là nhiều cái bộ sản phẩm để cho mọi người cùng săn đón, cùng chiêu ngưỡng những cái bộ sản phẩm đẹp nhất, đẳng cấp nhất của bên cơ sở nhà em. Đấy, với những cái mẫu mã nó cực kỳ là sang trọng, mẫu mã cực kỳ là mới mẻ. Cơ sở nhà em thì cam kết cho mọi người sẽ mang đến cực kỳ là những cái sản phẩm nó chất lượng nhất, đẳng cấp nhất. Đấy, em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin chào và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này của em.